Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại cả nhà và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay trở lại thăm 21 cái bẫy lòng của mình đó các bạn. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy. Đầu video cho Thanh Võ bẫy lòng gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui. Mình xin mời các bạn. Thì cũng như thường khi các bạn, trước giờ mình vô thăm cái bẫy đầu tiên á, cái mình xin đổi camera lại, mình quay đồ nghề cho các bạn xem cái mình tiếp tục mình vô thăm cái bẫy đầu tiên nha các bạn. Rồi đồ nghề thì cũng như thường khi các bạn, mình hôm nay mình có mang theo cái rồng đựng sóc đựng chuột cũng như thường bữa nè các bạn, với một cái bẫy xe cua. Như trong cái vỏ này thì cũng có mười mấy cái túi lưới nè các bạn, mấy cái túi lưới. Với bên đây cái vỏ bên đây là đựng chuối các bạn ơi. Chuối hôm nay nó cũng không được chín lắm, nó mới có hơi các bạn, nó mới tở mình. Hôm nay không có mua chuối, không có các bạn, thì hai ba chỗ không có rồi, hơi nó cũng còn hơi xanh xanh, mình đi đại các bạn. Cái bẫy đầu tiên mình trong đây này cử rồi nó hụt đó các bạn, để coi cái này nó khó không. Cử đầu tiên mình dính con sóc, cử rồi nó hụt. Nó có dấu hiệu nó ngoài ngoài nó ăn chuối đó các bạn, để coi kiểu này nó có không. Sập rồi hay gì các bạn ơi. Rồi, không sập. Rồi chuối còn luôn nữa các bạn. Cái bẫy này chỗ im gì mà nó không có trời. Chắc mình nghiên cứu coi mình lấy cái bẫy này đi giờ đi nơi khác luôn các bạn. Hôm nay không phải là mình nói lộn nha các bạn. Hôm nay là không phải là mình thăm 21 cái đâu, bẫy đâu. Mình nhớ lên rồi, 20 rồi các bạn. Cứ rồi mình rút về hết cái, mình không có đặt. Rồi mình giờ cái bẫy này đi luôn các bạn ơi. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Cái này nó gần đường các bạn ơi. Mình cũng mang bẫy xe cua đồ heo luôn cả nhà. Để nó có dính với mình thế cái bẫy xe cua vô. Đem chỗ khác bắt các bạn. Ây da, tự đây gặm quá cả nhà. Dướng dây, dướng dây không đi được. Sập rồi cả nhà. Con gì đây? Rồi, con sóc cả nhà. Ủa nó bự. Mở hàng con sóc đầu tiên rồi cả nhà. Khổng lồ luôn. Rồi mình đặt cái bẫy phụ vô cái ghe mình đi tiếp nha các bạn. Sóc vậy là bự lắm rồi cả nhà. Quá to. Rồi mình đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có hai cái liên tiếp luôn các bạn. Mà gần đường mình không nói chuyện nha các bạn. Ngày đây nó sập hai lần mà nó không dính đâu các bạn. Trời ơi sao lần này nó lật cái bẫy nữa rồi. Thôi thôi thôi. Cái con này nó quá khôn ở nhà coi nè cả nhà. Lần thứ ba rồi đó, hai lần trước sập không dính, lần này nó lật cái bẫy,
Để mình đi qua mình thăm cái bên kia của nó làm sao nha cả nhà, rồi mình chỉnh sửa cái bẫy này lại sao. Ngay đây mình dính con rồi cử rồi dính con chuột đó cả nhà, dướng dây không đi được cả nhà. Sập rồi. Ủa sập mà sao tống lỏng vậy trời. Cái này nó lạ thiệt cả nhà, không hiểu nổi luôn. Cái này chắc nó ở ngoài là sảy gì đó nha, gần đường đi quá mình không dám nói chuyện cả nhà. Ở cái này để mình coi, mình nghiên cứu, mình đánh lợi nha cả nhà. Cái này khó hiểu quá, cái này giống như nó đào đất nó vô nó dính con tròn người ta, dính con tròn sao nó không có dấu hiệu cắn bẫy. Để mình nghiên cứu lại nha cả nhà, lạ quá. Mình đi thăm cái khác các bạn, để mình coi mình chỉnh sửa cái bẫy này với bẫy kia nha các bạn. Tiếp tục đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Cái này cử rồi nó hụt rồi cả nhà, để coi cử này nó có không. Sập rồi, hơi sập mẹ ấy, trống lỏng mà chắc con gì rồi, chuột nhiều quá cả nhà. Sập mình sập thứ hai, tưởng đâu mình tưởng con chuột chứ, ai về nó hai gác vô nằm im mất cả nhà. Rồi con sập thứ hai của ngày hôm nay mình đặt cái bẫy phụ vô rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Ở gần đây giờ có người rồi các bạn ơi, người ta đi đi gãy á, mình không nói chuyện nha cả nhà. Ở đây gặm lắm cả nhà, gặm mà nó tối nữa. Mình cũng mang cái bẫy xe cua luôn nữa cả nhà. Cái bẫy này mình mới dời qua các bạn ơi, bữa mình đặt ở đầu kia nay mình dời lại đầu này á. Đó người ta đi gãy, ta nói chuyện đó cả nhà, hình như là sập rồi. Rồi bờ gạo rồi cả nhà, vô rồi bờ gạo rồi em nói cả. Bự không nhỏ cả nhà, con này không lớn. Rồi dính con tròn nó đào đất nữa cả nhà, nó đào bình địa vậy nè, đó hai bên các bạn coi nè, đó thấy nó mạnh không. Con này không lớn cả bơi, rồi cỡ tầm hơn ký, ký một ký hai cả nhà. Được em này không la là ngay đây sẽ còn nữa nha các bạn. Tuyệt vời rồi cả nhà, mở hàng con trùng đầu tiên của ngày hôm nay. Mình nói mình không la mà mình cũng la các bạn, thì sợ người ta nhìn thấy đó. Các bạn nhìn coi nó đào đất dính con trùng nó là vậy nha. Rồi đem ra ngoài bắt cái rồi đi tiếp nha các bạn.
Con này khoảng 1,2 kg cả nha. Quá đẹp, tuyệt vời. Rồi, mang ra sẽ ra trống bắt cái đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đem em nó ra đây, trống mình bắt ra rồi đi tiếp các bạn. Gần đây có người mình không dám xách đi xa các bạn ơi. Sợ người ta phát hiện cái mất cái chỗ đặt uổng á. Mình nói chuyện nhỏ nhỏ luôn các bạn. Con chọn đầu tiên các em đây. Hồi nãy bên trong mình nhìn thấy không rõ nha cả nhà. Ra đây bị cháy nắng á nè. Con này chừng khoảng 1,1 kg rồi nha nha. Ký mốt gì cả nhà. Đó, cắn lăn mình lấy tấm hình các bạn. Con này dữ lắm cả nhà. Rồi, tuyệt vời. Quá đẹp. Bắt gà rồi đi tiếp các bạn. Có dính là mừng rồi cả nhà. Con này khoảng 1,1 kg. Ký lên 1,1 kg gì lên, ký 1,1 kg á. Mình đoán nó khoảng vậy thôi các bạn. Rồi cả nhà và các bạn đang xem video ha, cho mình xin một like. Cả túi này nó dữ rồi các bạn, cái bầu này nó nhiều, hưng nhỏ nhỏ này dữ luôn các bạn. Rồi mình buộc túi lưới lại đi tiếp các bạn ơi, xin mời cả nhà và các bạn đi tiếp cùng mình nha. Rồi mình đến với các bạn tiếp theo luôn các bạn. Hai cái vừa rồi mình nghĩ là trộm nó phá nha các bạn, nó không vô vậy, nó ngồi ngoài nó phá. Trời, hụt luôn cả nhà. Em nó còn nguyên luôn. Rồi mình đi hâm cái khác tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy tiếp theo nữa các bạn. Cái này cử rồi nó dính con sóc. Quên rồi trời. Thăm một lần rồi mà hôm nay vẫn chưa nhớ luôn. Ủa? Bên đây ăn chưa trời? Trời này, trời này, trời này. Hình như ở dưới nha các bạn ơi. Đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ở dưới cái bụt đá này. Rồi hụt rồi cả nhà. Rồi còn nguyên luôn. Chuối còn luôn. Rồi mình đi hâm cái khác tiếp tục nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Thank you.
cái này cứ rồi nó cũng hụt luôn. Cái cử này dính đâu, mới thăm lần đầu mình cũng không biết các bạn ơi. Lần này lần thứ hai không sập rồi. Rồi hôm nay nó không sập nữa, lại chỗ ngon, chỗ ngon chỗ im về là chỗ không có cả nha. Chỗ còn luôn. Rồi mình đi tiếp tục nha các bạn, đẩy thêm kỳ nữa coi sao. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Cái này cử rồi nó cũng hụt luôn. Cái hư nó sập không? Cử này nó có không? Hình như mình thấy hình như nhúc nhích rồi các bạn ơi. Ngay chỗ cái bẫy mình có cái sợi dây nó nhúc nhích rồi. Con gì đây? Trời ơi, con sắp. Con sắp. Nhúc nhích ra. Đặt ngay cái cây, nó có cái sợi dây nữa. Nó rung rinh. Cái bẫy mình dướng vô cái sợi dây kia. Cái nó rung rinh nè, đó cái ha. Đó. Từ xa mình thấy cái sợi dây nó nhúc nhích vậy nè. Thì cái nắp bẫy này dính vô đây nè. Đây con sóc thứ ba luôn cả nhà. Ủa nó bự hết biết con sóc còn luôn cả nhà, vậy là dữ lắm, bự rồi cả nhà. Rồi mình này bắt nó ra đi tiếp nha các bạn, ba con rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, cái này cử rồi mình dính được một con á. Cử rồi có một con tròn một mà nhờ nó lớn rồi cả nhà. Con tròn đó mình cũng cân lên, mình cũng không ngờ là nó tới 1 ký mấy, 1 ký rưỡi 50. Và cử này hụt cả nhà. Ngay đây mình bắt rất nhiều sóc, dính con tròn cái nay nó không sập cả nhà. Như để vô mình coi lại coi sao mà nó còn nguyên luôn. Hôm qua mưa nó nghiêng cái bẫy luôn đó nha. Để mình chỉnh sửa cái bẫy này lại cả nhà. Hôm qua ở đây có mưa nha các bạn. Rồi mình chỉnh sửa cái bẫy này lại rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn ơi. Ngày đây mình dính con sóc rồi, mình chưa dính con tròn nữa nha các bạn. Ở đây nó trống như lắm cả nhà. Chỉ có ngay gốc cây này là nó có chỗ mát mình đánh thôi. Ở đây gần đường luôn các bạn ơi. Trời ơi, nghiêng cái bẫy vô rồi. Lụm gạo rồi, bờ gạo rồi cả nhà. Tự nhiên vô mình nhìn thấy cái kẻ mà cái bẫy mình nó nghiêng không bên. Còn đây nha. Nó đào muốn lật luôn. Mình thấy cái bẫy mình nghiêng vậy nè. Mình nói hồi ôi. Bờ gạo cả nhà, con thứ hai nè. Em thứ hai. Con này không lớn đó nha. Rồi coi đào đất nè cả nhà. Sắp lật cái bẫy luôn. Đây. Gần đường nha cả nhà. Con này chừng ký nha, con này dữ cả nhà. Rồi, mình đem ra chỗ khác mình bắt nha, mình đi tiếp nha các bạn, để xe tới các bạn ơi. Rồi mình đem nó lại đi chống nó vắng, mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Ý, vô cái giường có xu cho mát á các bạn, ở ngoài kia nắng quá. Con tròn thứ hai của ngày hôm nay rồi các bạn, quá tuyệt vời rồi. Bỏ dạo rồi. Không lớn luôn cả nhà, con này chừng khoảng 8-9 lạng gì thôi, cỡ tầm 9 lạng nha các bạn, nhỏ. Mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Con này nó cứ dữ. Còn thứ hai là cả nhà và các bạn đang xem video cho mình xin một like nha. Okay.
nhỏ mà có dính là mừng rồi các bạn. Con này không biết được chín lạng luôn nha cả nhà. Thôi được được được, nặng lắm, thấy gì mà nặng cả nhà. Chín lạng. Chín lạng. Con này dữ quá cả nhà. Nãy giờ con nào cũng dữ. Coi đuôi dựng đứng luôn luôn, dữ. Rồi, mình buộc cái túi lưới lại rồi đi tiếp nha các bạn. Xin mời cả nhà và các bạn đi tiếp cùng mình nha. Tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy tiếp theo nữa các bạn. Ngay đây mình cũng dính được một con. Cứ rồi nó hụt. Còn ở đầu dưới thì được hai dính hai con rồi cả nhà. Hai con bị chó giật hết một con. Để coi cử này nó có nó không nha. Dính được con rồi cử rồi cái nó hụt lắc không có dính con gì hết. Để coi cử này nó có sập nữa không. Làm mẹn con ấy cho khỏe lại coi. Rồi hình như là sập rồi các bạn ơi. Khỏe không ta? Đúng rồi. Ủa con gì trời? Con gì lạ trời? Hồi đó con bìm bịp. Con chim bìm bịp các bạn. Thế là mình không biết con gì. Dương dây, dương dây. Ôi, ông đi săn cái gì ở trong đây không biết nữa. Lủi vô cái bẫy của mình. Dướng dây mình không có lên được nha các bạn. Này em ở đây. Khổng lồ luôn. Trời ơi con này già. Mặt đỏ dữ lắm nha cả nhà. Bìm bìm mà mặt đỏ là nó bự rồi. Khổng lồ luôn rồi. Nó sợ rồi. Đó, mắt nó đỏ tươi ha. Rồi mình xử lý em nó ra cái rồi đi tiếp hâm cái khác các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Cái này mình dính một con rồi cái mình thăm mấy kỵ rồi bị toàn bị phá không. Rồi mình nghi con sóc nha cả nhà. Chứ không phải là không phải trồn. Trồn thì nó dính rồi. Ngay đây mình đeo lâu dữ lắm mà các bạn. Sập rồi. Trời ơi rồi, hụt nữa rồi cả nhà. Kìa trời. Không phải. Đúng lắm. Mình nghi lắm. Nghi con sóc thiệt mà. Rồi nó tử nạn luôn rồi cả nhà. Cái bẫy này hôm nay mình quyết định mình lấy đi luôn đó nha. Này em ở đây. Đeo hết sức lâu luôn. Không ăn được luôn đó nha. Rồi thôi bỏ, mình đi hâm cái khác tiếp tục nha các bạn. Cái này chỗ này mình dời đi luôn. Rồi tiếp tục ở đây mình có hai cái các bạn. Một cái bờ bên đây, một cái bên bờ suối bên kia. Cái bờ suối bên kia mình bắt ba con luôn cả nhà. Mà mình chưa có dời nữa. Cử rồi mình thăm nó hụt. Để coi cử này nó có dính không. Còn cái này thì các bạn nhớ ra hai lần rồi nó ăn hết trơn chuối của mình luôn. Mà nó không vô bẫy. Để coi lần này nó vô không nha. Nhưng mà mình nghi con sóc thôi nha cả nhà. Mình nghĩ là con sóc thôi. Chứ con trồn là nó không có phá kiểu vậy đâu. Một lần với hai là đã vô rồi. Mình nghĩ sóc thôi. Đúng mà. Con sóc nè cả nhà. Dính nè. Chỉ có con sóc nó mới khôn cỡ vậy thôi. Khổng lồ luôn. Con sóc thứ tư của ngày hôm nay nè cả nhà. Coi bự nè. Đấy nó khôn. Ngồi ngoài phá chứ không vô là không vô. Tới bữa nay mới dính.
Rồi coi đặt cái bẫy này lại, cái mình đi tiếp nha các bạn. Qua bên cái bên bờ suối chỗ bắt bạc tròn rồi, bên này nó có sập nó không nha các bạn. Rồi mình đi qua bờ suối bên đây cái bẫy tiếp theo các nhà. Con sắp mình mang theo luôn nữa các nhà. Bị đặt cái bẫy phụ vô đó nè. Qua hầm cái này rồi. Có gì mình đem ra xe anh bắt cái rồi đi tiếp coi nhà. Ba con rồi, cái chỗ đơn giản vậy thôi. Chỗ nào nó chịu dính là nó dính nè nha các bạn. Mình bỏ cái bẫy đây đi. Chèo lên. Sập nữa rồi cả nhà. Ủa sập sao không thấy con gì hết trơn trời. Kỳ này không lẽ con chuột trời. Cái gì đây? Ủa? Ờ chuột rồi cả nhà ơi. Phải không ta? Đúng rồi. Chuột có sóc. Rồi con sóc cả nhà. Đây. Rồi, con sóc thứ 5 của ngày hôm nay luôn rồi các bạn. Wow. Nè, rồi đem hai con ra ngoài bắt xong rồi đặt cái này bẫy này lại rồi đi tiếp nha các bạn. Ngay đây tiếp tục đặt lợi các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Cái này mình cũng dính con rồi, cử rồi nó hụt. Rồi tiếp tục hụt nữa các bạn. Rồi, mà hôm nay nó không còn miếng chuối luôn mới lạ chứ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thôi cái này nó ngồi đằng sau các bạn nha. Em nó khôn ghê luôn nha. Đó. Nó ngồi đằng sau nha các bạn. Rồi, em ngồi, em nó ngồi láng luôn. Láng một cái vùng ở chỗ đó đây các bạn. Ngồi sau nó nó bơi chuối nó ăn đó. Nó lôi tay chuối ra sao nè. Cái này không biết con sóc hay là con tròn nha các bạn. Để mình coi mình đặt mình chỉnh sửa lại. Quá khôn. Rồi mình đặt cái bẫy này lại rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Ở đây nó hơi khó đi đó nha. Tại vì nó mình đi ngang ngang với cái mí đồi đó nha. Đường nó hơi nghiêng, hơi khó đi cả nhà. Ui da, trời ơi. Gai đâm, gai đâm. Mới bị gai đâm cả nhà. Sao mình thấy cái bẫy mình nó nghiêng nữa cả nhà. Ôi quên đó, mình không có nhìn, mình không có xem vô cái máy. Để mình chỉnh cái máy lại cho ngay cả nhà. Rồi vô cả nhà, nghiêng bẫy nữa. Rồi lượm rồi. Lượm rồi. Mình có mang cái bẫy siêu cua hay là bờ gạo rồi cả nhà. Coi đó. Coi em đó nè. Để mình đi vô cho cả nhà xem đỏ. Nghiêng bẫy nha, từ xa mình thấy cái bẫy mình nó nghiêng. Này còn nó đau nè cả nhà. Chút xíu nữa lật cái bẫy nè cả nhà. Con này mà lật cái bẫy là xảy liền cả nhà. Con này bự cả nhà. Con này phải 1,2 kg. Ký mốt tự ăn lên. Tuyệt vời cả nhà ơi. Con thứ ba rồi cả nhà. Hôm nay khỏe rồi cả nhà. Vô rồi, vô kèo rồi. Bợ gạo rồi cả nhà. Không lại, lại đây sẽ còn nữa nha cả nhà. Đây, coi đất cát nè. Cả nhà coi nè.
chừng ký mốt cả nhà, ký mốt ký hai. Rồi đem mà tắm bắt rồi à, rồi đi tiếp nha các bạn, quá tuyệt vời cả nhà ơi, vô mánh rồi. Bởi gạo rồi nè, con thứ ba rồi. Rồi mình đem em nó lại cắm mình bắt cái đi tiếp nha các bạn, con thứ ba rồi, tuyệt vời cả nhà. Hôm nay bợ gạo nữa rồi cả nhà. Quá tuyệt vời. Cả nhà và các bạn đang xem video cho mình xin một like. Con này không qua. Không giữ nha. Thì mình nghĩ ngay đó sao còn nữa rồi cả nhà. Con này bự hơn hai con đầu tiên cả nhà. Quá tuyệt vời. Để mình lấy tấm hình nha các bạn. Ghim lên cao sợ. Đó, lấy tấm hình. Quá đẹp. Rồi. Ok cả nhà. Bắt ra cái này đi tiếp. Nó lật cái bàn đạp lên cái này. Cái gì này? Đè cái bàn đạp. Dữ rồi. Wow rồi cả nhà. Con thứ ba rồi cả nhà ơi. Ba em ơi. Bự hơn hai con đầu tiên này đó nha. Giờ mình buộc đứa lưới lại cái đi tiếp các bạn ơi. Quá ok rồi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Thì mình cũng mang cái bẫy xì cua hay luôn cả nhà. Chuối mình cầm theo, cũng mang chuối theo luôn. Dính như thế là mình xử lý em nó luôn. Đem ra ngoài, đặt cái bẫy phụ vô cái mình đem ra ngoài mình xử lý nha các bạn. Rồi, hụt rồi cả nhà, chết rồi. Cứ rồi dính sóc cứ này hụt rồi. Không sập luôn. Đó, còn nguyên luôn nha cả nhà. Mình đi hầm cái khác tiếp tục các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Ngay đây mình cũng dính được một con. Rồi mình thăm hình như cử rồi nó không dính nữa các bạn ơi. Mình cũng không nhớ có dính sóc không biết. Mà chuột là không có dính. Ủa, xin lỗi các bạn, là trồn là không có dính. Để coi cử này bữa nay nó có không nha các bạn. Bợ gạo luôn. Ừ, nó sắp cũng bài chạy các bạn. Để coi này nó bợ gạo nữa không. Ngày đây nè, dính mới có một con một cái rồi. Hôm nay nè, không dính nữa nè cả nhà. Ở gạo đi. Trời ơi rồi không sập luôn rồi đó nha. Gạo cái gì mà gạo. Em nó còn nguyên luôn. Để mình coi mình chỉnh sửa là cái đi hầm cái khác tiếp tục nha các bạn. Không sập các bạn ơi. Thôi cả nhà và các bạn ơi, mình còn 4 cái bẫy sau á, ông trời ổng mưa quá, mưa lớn luôn đó, cả nhà ơi, không có thăm được luôn. Rồi mình rút về hai cái luôn cả nhà, mà dính được con trộm luôn cả nhà. Con này nhỏ xíu. Mưa nó ngập lên một khúc, con trồng nó gần chết luôn cả nhà. Là con này con thứ tư luôn của ngày hôm nay luôn đó nha. Thì mình đem về nhà mình bắt luôn á cả nhà và các bạn ơi. Thì hôm nay là thành quả mình được 4 con trồng với 4 con sóc hay 5 con sóc gì đó nha. Chắc 5 con sóc á. Với một con chim liềm bịp. Mình hôm nay mình thăm tổng cộng là 20 cái bẫy các bạn. Đem về hồi sáng mình có mang thêm một cái.
thì mình tăng cường đặng mình làm bẫy xi cua chứ không phải tăng cường, xin lỗi. Thì nó bị sự cố trời mưa vậy nè, mình xách về hai cái nha các bạn, thì chữ sau mình thăm còn có 19 cái bẫy này cả nhà. Sẵn sẵn rồi, lấy cái cần sẵn luôn cả nhà, ba con nằm trong vỏ nữa. Mình bắt con này ra, con này nó nghe nó yếu quá cả nhà, nhỏ mà mình nghĩ không chắc không đến đổi, tại mưa lạnh nữa cả nhà, quá ớt luôn. Mưa gì mà từ hồi 3 giờ tới giờ cả nhà, tối luôn. Con này nhỏ thôi nha, con này chừng 8 lạng à. Ừ rồi, học tiếp nữa rồi. Sợ luôn. Bỏ vô mình cân một lượt luôn cho nó lẹ cả nhà. Cũng hên là mình đi mình có chuẩn bị áo mưa đồ á cả nhà, một bộ đồ áo mưa luôn nè, mặc bộ đồ áo mưa với cái áo mưa nó hơi chịu không nổi đâu. Điện tử ở trên rừng về đây là xa dữ lắm cả nhà, đi mấy tiếng đồng hồ mới tới tới nhà. Nhà mình gần lộ xe nó chạy ồn cả nhà không cảm nha, đặc biệt nó nằm ngủ nha cả nhà. Bà con vẫn còn các bạn ạ, bỏ vô cho sẽ được nhiều thế, tìm đường sao như thế nha. Cái máy mình cũng không biết luôn cả nhà, nghe đây là để mình coi lại coi ba cái máy không á, bởi vì trồn hôm nay cũng không lớn cả nhà, nhỏ rồi rồi thôi. Ủa 4,5 kg cả nhà, 4,5 kg nó còn bị chá hay cả nhà không cảm ha. 4,5 kg trộn các bạn ơi, 4,5 kg từ ra 4 cái túi lưới này, mỗi một cái túi lưới là nó 50 g, là 4 cái túi lưới 200 g, thì 4,5 kg thì mình trừ ra là 300 g nữa cả nhà, thì còn 4,2 kg trộn cả nhà ơi. Vậy mình cũng hạnh phúc rồi. Chương trình mình thăm bảy tròn mình đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Cuối video cũng cho mình gửi lời hẹn chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe nha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.